Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, chương trình thứ ba ngày 28 tháng 8. Và sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 19. Đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, trao tặng huy hiệu Đảng được 2 tháng 9 cho các đảng viên Đảng bộ xã Hưng Đạo, huyện Tiên Lữ. Sở Giao thông Vận tải đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành và thực thi công vụ. Thành phố Hưng Yên tích cực chuẩn bị lễ khai giảng năm học mới, ngắn gọn, thiết thực. Một thông tin cùng nhà nông có giới thiệu một số lưu ý khi phòng trừ dày hại lúa mùa. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 19. Đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện các ban đảng trung ương, các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành tỉnh và các huyện, thành phố. Hai nội dung chính của hội nghị là quán triệt triển khai một số nghị quyết của Trung ương và đánh giá tình hình kết quả thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị đến giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội 18 Đảng bộ tỉnh. Kết quả nửa đầu nhiệm kỳ 2016-2018 thể hiện đồng đều trên các mặt từ các mục tiêu kinh tế đến văn hóa xã hội. Kinh tế của tỉnh tăng trưởng khá so với mức bình quân chung của cả nước, luôn duy trì ở mức trên 8% một năm. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Giai đoạn 2016-2018, giá trị sản xuất nông nghiệp thu được trên 1 hectare canh tác đạt gần 200 triệu đồng, trên 60% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Giá trị sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp tăng gần 10% trên năm. Qua nửa nhiệm kỳ đã thu hút thêm 558 dự án với tổng vốn đăng ký đạt khoảng 34.000 tỷ đồng và gần 1 tỷ đô la, gấp 2 lần về số dự án và số vốn đăng ký so với cùng nhiệm kỳ của kỳ trước. Thu ngân sách năm sau tăng cao hơn năm trước. Ước thu năm 2018 này sẽ đạt trên 12.000 tỷ đồng. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội tiếp tục được đầu tư phát triển, an sinh xã hội được quan tâm, chăm lo, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện, công tác quốc phòng, an ninh được tăng cường, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội có sự chuyển biến tích cực. Công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được chú trọng, củng cố ngày càng vững mạnh. Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sĩ đã quán triệt 3 nghị quyết của Bộ Chính trị, đó là nghị quyết số 24 năm 2018 về chiến lược quốc phòng Việt Nam, nghị quyết số 29 năm 2018 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng và nghị quyết số 30 năm 2018 về chiến lược an ninh mạng quốc gia. Đồng chí nhấn mạnh, đây là 3 nghị quyết rất hệ trọng về quốc phòng an ninh quốc gia trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ, Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng với thế giới. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu sau hội nghị này, các đại biểu tham dự hội nghị về kịp thời triển khai thực hiện các nghị quyết phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị mình phụ trách, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh, cả 3 nghị quyết đều nhằm cụ thể hóa các bước, việc làm cụ thể, quy định cụ thể để bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Vì hiện nay, các thế lực phản động, chống phá, dùng thông tin mạng không chính xác, xuyên tạc gây mất đoàn kết dân tộc, mất đoàn kết giữa các tầng lớp nhân dân, đòi hỏi cấp bách phải bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc trên không gian mạng. Nhiệm vụ trong nửa nhiệm kỳ còn lại, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tập trung thực hiện 3 khâu đột phá mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 đã đề ra, nhất là công tác thu hút đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế, xã hội. Bên cạnh đó, các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục đẩy mạnh và chú trọng thực hiện các chương trình, đề án, mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Chú trọng định hướng phát triển cho nông dân, tăng cường khuyến khích liên kết giữa 5 nhà là nhà nước, nhà khoa học, nhà nông, nhà doanh nghiệp và nhà tín dụng. Siết chặt kỷ cương, kỷ luật tài chính, đảm bảo sử dụng hiệu quả và cân đối ngân sách các cấp, thực hành tiết kiệm các khoản chi ngân sách, tăng cường các biện pháp chống thất thu thuế, khai thác các nguồn thu, nhất là thu nội địa và các khoản thu còn đạt thấp so với kế hoạch.
đảm bảo thu đúng, thu đủ, kịp thời cho ngân sách nhà nước, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, các hoạt động y tế, dân số và chăm sóc sức khỏe nhân dân, đẩy mạnh phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, thực hiện tốt chính sách người có công, phong trào đền ơn đáp nghĩa và các hoạt động bảo trợ xã hội. Chiều ngày 27 tháng 8, đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đã về dự và trao tặng huy hiệu Đảng đợt mùng 2 tháng 9 năm 2018 cho các đảng viên Đảng bộ xã Hưng Đạo, huyện Tiền Lữ. Trong đợt này, Đảng bộ xã Hưng Đạo có 14 đảng viên được tặng huy hiệu Đảng. Trao tặng huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho hai đảng viên là đồng chí Trần Thanh và đồng chí Nguyễn Thị Phú. Đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh đã chúc mừng các đảng viên, mong muốn các đảng viên cùng Đảng bộ xã Hưng Đạo tiếp tục phát huy tinh thần gương mẫu, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh. Ngày 27 tháng 8, đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Phạm Huy Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng đoàn giám sát đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Lâm về việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường, phòng chống biến đổi khí hậu, đề án xây dựng thiết chế văn hóa và việc giải tỏa các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, vi phạm hành lang bảo vệ công trình giao thông thủy lợi. Tiếp và làm việc với đoàn giám sát có đồng chí Trần Quốc Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Văn Lâm. Sau khi đi kiểm tra thực tế tại hai xã Lương Tài chỉ đạo và qua buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Lâm, đồng chí Phạm Huy Bình yêu cầu các cấp trong huyện Văn Lâm cần tiếp tục thực hiện tốt các đề án đã ban hành, coi đây là công việc thường xuyên, liên tục, có kiểm tra giám sát để việc thực hiện đi vào nề nếp. Cần tăng cường kiểm tra giám sát thường xuyên để xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm, đồng thời uốn nắn, chấn chỉnh, hạn chế sai phạm, chú trọng công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân cùng chung tay thực hiện, đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo kế hoạch 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Do triển khai quyết liệt và có nhiều đột phá trong cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực được giao, Sở Giao thông Vận tải luôn được tỉnh đánh giá là một trong những đơn vị dẫn đầu về triển khai việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành và thực thi công vụ của tỉnh. Hiện 100% cơ quan đơn vị trực thuộc Sở Giao thông Vận tải đều ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công tác nội bộ và trao đổi với các đơn vị, cán bộ, công chức ở các sở ban ngành khác. Đến nay, Sở Giao thông Vận tải tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với 23 thủ tục, mức độ 4 đối với 20 thủ tục, công khai 111 thủ tục hành chính trên cổng thông tin với cấp độ dịch vụ công trực tuyến mức độ 2, đồng thời triển khai ứng dụng chữ ký số trong văn bản điện tử hiệu quả, giúp đơn vị tiết kiệm được thời gian, chi phí hành chính, đảm bảo an toàn thông tin, kịp thời phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo. Triển khai áp dụng lấy số tự động có hình ảnh tại bộ phận một cửa để phục vụ nhân dân, chống hiện tượng nhũng nhiễu tiêu cực trong cán bộ, công chức. Tính riêng từ đầu năm 2018 đến nay, Sở Giao thông Vận tải đã tiếp nhận trên 10.000 hồ sơ theo cơ chế một cửa liên thông, đã giải quyết đúng hạn và trước hạn gần 9.400 hồ sơ, số hồ sơ còn lại là đang giải quyết, không có hồ sơ giải quyết quá hạn. Để thúc đẩy tiêu thụ nhãn cho người trồng nhãn trong tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ngành địa phương triển khai nhiều hoạt động quảng bá, tiêu thụ nhãn như lễ hội nhãn Hưng Yên năm 2018, hội nghị xúc tiến tiêu thụ nhãn và các mặt hàng nông sản của tỉnh, phiên chợ nhãn tại khu đô thị Eco Park. Theo số liệu của Sở Công Thương, từ ngày 25 đến ngày 26 tháng 8, tại khu đô thị Eco Park đã diễn ra phiên chợ nhãn lồng Hưng Yên năm 2018. Trong hai ngày diễn ra phiên chợ, có 50 gian hàng trưng bày giới thiệu sản phẩm nhãn và các nông sản tiêu biểu của tỉnh. Phiên chợ đã giúp xuất bán hai chuyến xe container chở nhãn của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bữa Ăn An Toàn và Công ty Cổ phần Nhất Nam thuộc hệ thống siêu thị Vivimart để đưa nhãn Hưng Yên vào hệ thống phân phối trên toàn quốc. Ngoài ra, sản lượng nhãn bán trực tiếp tại hai ngày diễn ra phiên chợ là 23,6 tấn với giá dao động từ 35 đến 60.000 đồng một kg. Cá biệt nhãn đường phèn được bán với giá 130.000 đồng một kg. Ngoài ra, phiên chợ còn giúp cho các tổ hợp tác, hợp tác xã trong tỉnh kết nối cung cầu tiêu thụ hạt sen, long nhãn, mật ong và nhiều mặt hàng nông sản tiêu biểu trong tỉnh.
Để năm học mới 2018-2019 đạt được kết quả cao, ngoài đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác giảng dạy, những ngày này, thầy và trò các nhà trường trên địa bàn thành phố Hưng Yên đã hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường. Chỉ cách đây 2 năm, các thầy cô giáo và trên 400 em học sinh trường tiểu học Phương Triều phải học tập trong điều kiện cơ sở vật chất xuống cấp. Tuy nhiên, năm học mới này, trường đã có diện mạo hoàn toàn mới, được đầu tư xây dựng 10 phòng học, các hạng mục như tường bao, sân trường được chỉnh trang. Đặc biệt là khu nhà vệ sinh cũng được xây dựng mới, sạch sẽ, khiến thầy và trò nhà trường hết sức vui mừng, phấn khởi. Để chuẩn bị cho khai giảng năm học mới 2018-2019, thì nhà trường đã tổ chức cuộc họp và triển khai nhiệm vụ đến từng cán bộ giáo viên và thống nhất là tổ chức lễ khai giảng năm học mới trên tinh thần là ngắn gọn và xúc tích. Sau khi là buổi lễ khai giảng thì sẽ tổ chức các lớp sẽ tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, vui chơi trong ngày khai giảng để tạo cho các em có cái phấn khởi. Hiện thầy và trò trường trung học cơ sở xã Bảo Khê cũng đang tích cực chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới. Điều đặc biệt là năm học này, niềm vui như được nhân đôi bởi sau bao ngày nỗ lực phấn đấu, trường đã được Bộ Giáo dục công nhận đạt chuẩn quốc gia. Để chuẩn bị cho ngày khai giảng, lớp chúng cháu đã tập những tiết mục văn nghệ, những trò chơi dân gian, thể dục, thể thao. Nhà trường sẽ tập trung vào cái phần hội, phần lễ thì chỉ làm nhanh gọn trong khoảng 30 phút thôi. Các lớp, mỗi một lớp các cháu đăng ký 2 tiết mục, cho nên là nhà trường sẽ dành chủ yếu cái thời gian cho cái phần hội. Nhờ chú trọng nâng cao chất lượng dạy và học, năm học 2018-2019, thành phố Hưng Yên có gần 40 em học sinh đạt giải cấp tỉnh, có thêm 4 trường được công nhận chuẩn quốc gia, đưa tổng số trường đạt chuẩn quốc gia lên 30 trường. Năm học 2018-2019 này, tỷ lệ phòng học kiên cố cao tầng trên địa bàn thành phố ở cả 3 cấp đều đạt tỷ lệ cao. Trong đó, cấp mầm non đạt trên 94%, cấp tiểu học đạt trên 98% và cấp trung học cơ sở đạt gần 98%. Để ngày khai giảng 5 tháng 9 thực sự là ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, Ủy ban Nhân dân thành phố đã chỉ đạo các trường tổ chức khai giảng ngắn gọn thiết thực, đồng thời là ngày hội tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, các trò chơi dân gian, vui tươi và sinh động cho các em học sinh tham gia. Thành phố Hưng Yên đã ban hành kế hoạch tổ chức khai giảng thời gian là thống nhất theo đúng thời gian quy định là ngày 5, và trong khai giảng thì có 2 nội dung. Thứ nhất là phần lễ khai giảng thì sẽ được tiến hành trang trọng, ngắn gọn và hiệu quả, và phần thứ hai là các hoạt động với nội dung là tập trung cho các hoạt động của các học sinh. Và đến nay thì cơ bản các nhà trường cũng đang chuẩn bị đảm bảo cho một buổi khai giảng về ngắn gọn, thiết thực, hiệu quả và lấy học sinh làm trung tâm. Ngày 28 tháng 8, huyện Khoái Châu đã phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thể thao và Du lịch huyện tổ chức liên hoan Tiếng hát đồng quê huyện Khoái Châu năm 2018. Tham gia liên hoan năm nay có 25 đội đến từ 25 xã thị trấn với 25 tiết mục. Hầu hết các tiết mục dự thi đều được các đội dàn dựng công phu chú đáo về mặt nội dung và hình thức, với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam, ca ngợi quê hương, đất nước, tình yêu cuộc sống, tình đoàn kết dân tộc, đoàn kết quân dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Kết thúc liên hoan, ban tổ chức đã trao 2 giải xuất sắc cho xã đồng kết với tiết mục Hát chèo tự biên, quê hương đổi mới và Hát về cây lúa hôm nay của xã Thuần Hưng, cùng 5 giải nhất, 8 giải nhì và 10 giải ba. Mời quý vị và bà con đến với mục thông tin cùng nhà nông. Với quyết tâm làm giàu trên chính mảnh đất quê hương, chị Trần Thị Tuyên, thôn Tân An, xã Nhật Quang, huyện Phù Cử đã mạnh dạn vay vốn ngân hàng, người thân để làm mô hình trang trại. Mỗi năm trừ mọi chi phí, trang trại cho thu lãi từ 150 đến 200 triệu đồng. Năm 2004, chị Tuyên đã mạnh dạn đầu tư với số vốn ban đầu hơn 800 triệu đồng để mở rộng diện tích, tìm con giống và bao tiêu đầu ra.
Đến nay chị Tuyên có tất cả hơn 4 mẫu là mô hình trang trại, trong đó hơn 2 mẫu đất chị trồng nhãn và cây có múi với tất cả hơn 700 gốc. Còn lại 2 mẫu chị kết hợp thả cá và chăn nuôi vịt, ngan với hơn 1.000 con. Bằng niềm đam mê và học hỏi từ nhiều mô hình trang trại ở các xã khác, hiện mô hình trang trại của chị mỗi năm đều cho thu lãi từ 150 đến 200 triệu đồng, đem lại thu nhập ổn định cho gia đình. Do hiệu quả kinh tế đem lại cao, nên những năm gần đây, nhiều bà con trên địa bàn tỉnh ta đã đầu tư nuôi cá lồng trên sông. Tuy nhiên, để đạt được hiệu quả cao nhất, bà con cần lưu ý một số biện pháp kỹ thuật sau. Trước tiên, bà con cần chọn vị trí đặt lồng nuôi, phải ở nơi thông thoáng, có dòng nước lưu thông, nước phải sạch, không bị ô nhiễm, nồng độ sâu từ 3 mét trở lên, đáy lồng cách đáy sông ít nhất 0,5 mét. Bà con có thể chọn các loại cá nuôi lồng trên sông như cá lăng, cá tiêu hồng, cá chấm, cá chép. Tuy nhiên, chọn con giống phải khỏe mạnh, không bị dị hình, dị tật, kích cỡ cá đồng đều để quá trình nuôi được thuận lợi. Thức ăn cho cá nuôi lồng là thức ăn công nghiệp. Lượng tạm đảm bảo 20-30% để cá phát triển tốt hoặc thức ăn tự chế biến. Cho cá ăn nên đúng giờ, một ngày 2-3 lần để tạo phản xạ cho cá. Định kỳ cho ăn 5 ngày liên tục thức ăn có trộn vitamin C, giảm lượng thức ăn khi cá có khả năng bắt mồi kém hoặc thời tiết thay đổi. Trước khi thả cá và sau mỗi đợt thu hoạch, bà con cần vệ sinh lồng bè. Hiện nay, vỗ béo bò đã trở thành một nghề mang lại thu nhập cao cho nhiều hộ dân trên địa bàn thành phố Hưng Yên, bởi phương thức chăn nuôi đơn giản, rủi ro thấp. Tận dụng địa hình là xã ven đê cộng với nguồn phụ phẩm có sẵn trong sản xuất nông nghiệp, nên những năm trở lại đây, nhiều hộ dân trên địa bàn thành phố Hưng Yên đã đầu tư phát triển kinh tế theo hướng vỗ béo bò. Tập trung nhiều tại xã Phú Cường trên 4.000 con, xã Hoàng Hanh trên 1.000 con, Tân Hưng gần 1.000 con. Tuy nhiên, trong quá trình vỗ béo bò, người chăn nuôi chủ yếu tựa vào những kinh nghiệm mà chưa quan tâm nhiều đến các vấn đề về kỹ thuật. Vì vậy, để tăng tỷ lệ thịt, chất lượng thịt, trước khi vỗ béo bò, bà con cần chọn những con bò trưởng thành, không mắc các bệnh truyền nhiễm, sau đó tẩy giun sán và ký sinh trùng. Ngoài chăn thả để tận dụng nguồn thức ăn là cỏ có sẵn trong tự nhiên, bà con cần bổ sung nguồn thức ăn thô xanh, phụ phẩm thức ăn tinh, thức ăn bổ sung khoáng và các vitamin. Những năm gần đây, trồng dưa lưới là hướng làm giàu của nhiều hộ dân trên địa bàn tỉnh ta. Tuy nhiên, dưa lưới cũng là cây trồng mới, bà con cần nắm vững các kỹ thuật để đạt năng suất và chất lượng cao nhất. Dưa lưới thường được trồng 2 vụ một năm vào tháng 2 và tháng 8 âm lịch, sau 3 tháng sẽ cho thu hoạch. Trước tiên, bà con cần tiến hành ươm hạt giống. Sau khoảng 10 ngày, cây bắt đầu ra hai lá thì đánh sang trồng trên giá thể, gồm cho chấu, dưa dừa và phân chuồn quế đã chuẩn bị sẵn. Khi cây có từ 5 đến 6 lá, cần tỉa nhánh và tiến hành làm tàn leo. Khi cây từ 22 đến 25 lá sẽ bắt đầu ra hoa đậu quả. Bà con chú ý, nếu có quá nhiều hoa đậu quả thì ngắt bỏ bớt, chỉ để cây ra 1 đến 2 quả. Tùy vào giai đoạn của cây mà có những công thức dinh dưỡng khác nhau. Giai đoạn đầu cần cho nhiều phân đạm. Giai đoạn ra hoa, bổ sung nhiều lần và sắp thu hoạch cho nhiều kali. Dưa lưới là loại quả có vị ngọt và thơm nên thu hút nhiều loại sâu bệnh. Bà con nên trồng dưa trong nhà kính để ngăn chặn côn trùng gây bệnh. Thưa quý vị và bà con, hiện tại dế nâu, dế lưng trắng tiếp tục gia tăng mật độ trên các chài lúa. Nếu không có biện pháp phòng trừ kịp thời, sẽ dẫn đến hiện tượng cháy rầy cục bộ. Một thông tin cùng Nhà Nông kỳ này, chúng tôi sẽ thông tin tới quý vị và bà con một số chia sẻ của chuyên gia nhằm quản lý dầy hiệu quả. Trên địa bàn tỉnh ta hiện nay có gần 400 hectare lúa bị nhiễm dầy nâu, dầy lưng trắng với mật độ phổ biến là 100-200 con một mét vuông, nơi cao 300 con đến 500 con một mét vuông, cá biệt có ruộng trên 1.000 con một mét vuông. Để hạn chế dầy lây lan và phát triển, bà con nông dân đã tích cực phòng trừ nơi có mật độ dầy cao. Tuy nhiên, bà con cần thăm đồng thường xuyên, phát hiện và có biện pháp phòng trừ sớm theo hướng dẫn của ngành nông nghiệp. Bà con lội xuống ruộng cách bờ ít nhất là 2 mét và điều tra theo 5 điểm để xem ruộng của mình có hay không. Và khi điều tra là bà con phải nhìn ở cái phần gốc, bởi vì dầy sống ở phần gốc của cây lúa.
Khi phát hiện ruộng lúa của gia đình có dày nâu, dày lưng trắng đến ngưỡng phải phun trừ thì bà con cần phun thấp vòi, thậm chí đưa vòi phun xuống sát gốc để hiệu quả cao hơn. Khi phun thuốc phòng trừ dày, ruộng lúa phải có nước mới đạt hiệu quả cao. Khi bà con đã phát hiện ở giai đoạn lúa chỗ mà có mật độ khoảng 2 đến 30 con dày, kể cả dày non và dày lớn trên một khóm lúa, chắc chắn là lúc giai đoạn chính xác là sẽ cháy dày. Vì vậy bà con phải sử dụng ngay các thuốc đặc hiệu mà lưu dẫn, ví dụ như thuốc ché chẳng hạn. Và đây cũng là một cái thuốc rất là an toàn và có hiệu quả lưu dẫn trên dưới. Theo ý kiến của chuyên gia, tùy theo mật độ dày và dưới nguy cơ gây cháy dày thì phun bằng thuốc ché 50 VG, chỉ cần sau phun 2 đến 3 giờ mà gặp trời mưa thì cũng không phải phun lại. Khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nói chung và thuốc ché 50 VG nói riêng, chỉ cần pha và phun đủ lượng thuốc trên diện tích lúa